Thưa quý vị, là người Việt Nam, ai cũng biết sự tích một mẹ chăm con. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ để chăm cái trứng nở ra trăm người con. Lạc Long Quân là dòng dõi rồng sống dưới nước, còn Âu Cơ là dòng dõi tiên sống trên cạn. Vì thế họ đã chia 50 con theo cha xuống biển Nam Hải, 50 con theo mẹ lên núi. Và giờ đây tiết mục múa Một mẹ chăm con, dân ca Sa Đai của Phạm Duy do các em đội chú nhà Kim Phước trình bày.